Hello, chào cả nhà. Rồi chị em mình vô mọi chia sẻ giùm sếp nha cả nhà ơi. Chia sẻ comment bấm số đuôi số thoại lên nha cả nhà ơi. Chị em nào đang xem rồi chia sẻ giùm sếp nha. Chị em nào đang xem rồi ủng hộ chia sẻ giùm sếp nha, chị em mình chia sẻ comment bấm số đuôi số thoại lên nha mọi người. Chia sẻ comment bấm số đuôi số thoại lên. Rồi chị em nào chia sẻ rồi nhanh tay cảm ơn bốn tôi có lợi lên nhìn sách mọi người chia sẻ nhanh tay cảm ơn bốn tôi có lợi lên nha. Làm body có mấy nào vậy? Làm body nào vậy anh Vĩnh Vĩnh Mỹ? Em hỏi làm body nào em hỏi làm body này hả? Đầm này hả? Đầm này còn hai màu em. Chị đang sale 350 đồng cái, lấy hai cái 600 luôn. Làm body này còn màu đỏ và màu trắng. Còn màu đỏ và màu trắng. Chị đang sale 350 đồng một cái. Dễ đẹp lắm. Còn hai cái màu đỏ và màu trắng, ai lấy hết hai cái 600 luôn. Màu trắng hôm qua chị hút đầu mới. Rồi chị em nào chia sẻ nhanh tay comment bốn số đuôi số lại lên giùm sếp nha. Mình này á, tầm này tầm khoảng vòng eo 76 78 trở xuống á, em vòng eo bao nhiêu vậy mình Quỳnh Mỹ? Em vòng eo bao nhiêu? Vòng eo 76 78. Màu đỏ và màu trắng. Ở đây còn cái này đẹp lắm nè, chị đang sale 150 nè. Có thích cái này không? Cái này cũng body đó. Tầm khoảng 48kg cho đến 55-57kg. Đẹp lắm. Cái này là cỡ em bạn vừa đó. Chị đang sale 150 nè. Còn màu trắng nữa mà không biết chị muốn màu trắng không chứ. Đầm body còn màu trắng nữa. Rồi chị em nào chia sẻ nhanh tay comment bốn xuôi số điện thoại lên nha. Chị em nào đang xem comment bốn số đuôi số điện thoại lên giùm sếp nha cả nhà ơi. Em vòng eo bao nhiêu vậy Quỳnh Mỹ? Em biết vòng eo của em bao nhiêu không? Vòng eo tầm khoảng 78 trở xuống là bạn vừa á. Vòng eo 78 á em. Rồi chị em nào chia sẻ rồi nhanh tay comment bấm số đuôi số thoại lên giùm sếp nha mọi người. Chị em mình đợi chút xíu nha, sếp cũng chia sẻ nữa. Chia sẻ lên mới được đông người. Chị mặc rộng một chút. Em mặc vừa, chị mặc vừa vừa luôn à chứ không có rộng. Chị mặc vừa vừa luôn chứ không rộng. Vòng eo 78 là vừa chị bạn đó. Bữa nay chị vòng eo 78 đó. Mà nó có độ co giãn. Em biết eo nhiêu không? Em không biết eo nhiêu, em nói chị tặng cho sợi dây thước về mình để dành đôi vòng eo. Mua đầm là biết cái vòng eo là mặt chuẩn nhất.
mua đầm biết cái vòng eo là mặc chuẩn nhất luôn á. Chị em nào mà không biết cái vòng eo của mình bao nhiêu á, chị em mình cứ nói với shop, shop sẽ tặng kèm theo cho chị em mình sẽ ghi đo eo về chị em mình để dành để đo eo chứ không gì hết trơn á. Đừng chị em mình mua đồ bận cho nó chuẩn, mua đồ mua đầm á, mua đầm là phải biết cái vòng eo mình là bận nó chuẩn nhất. Còn mua đồ bộ á thì không quan trọng cái vòng eo gì mấy, nhưng mà chỉ biết chùm chút ký và chiều cao, nhưng mà đầm á là vòng eo là chuẩn nhất. Nếu chị em nào mà biết cái vòng eo á cho mình á là mình can cho chị em mình rất là chuẩn. Rồi chị em nào chia sẻ nhanh tay cảm ơn bấm đuôi số điện thoại lên nha, chị em mình cũng để ra chút xíu nha, sắp chia sẻ rồi lên mẫu cho chị em mình nha. Chị mặc cầm body đỏ em xem được không chị yêu? Đợi chị tí xíu đi, đợi chị tí xíu đi em. Để chị chia sẻ cái đi. Rồi chị em nào chia sẻ thì nhấn tay cảm ơn bấm số đuôi số thoại lên nha. Em mình để chút xíu nha, sắp chia sẻ cái nha. Chia sẻ số lượt đông người xem mới hay vui. Chia sẻ lên chị em mình ơi, lên được hàng 3 là bắt đầu shop sẽ bốc thăm tặng quà cho cả nhà nha. Lượt chia sẻ lên xem được lên được hàng 3 là shop sẽ bốc thăm tặng quà cho chị em mình. Chị em mình cố gắng chia sẻ lên. Số lượt người xem lên được hàng 3 là bắt đầu tặng quà cho cả nhà. Được người xem lên được tới hàng 3 là bắt đầu tặng quà cho chị em mình nha. Rồi chị em nào chia sẻ rồi nhanh tay cảm ơn bốn số đuôi số điện thoại lên giùm shop nha. Hello, chào em. Đầu live stream tụt quần luôn đi. Ê, bữa nay bận quần đóng thùng nữa nè, một hồi tụt quần nữa nè. Tầm này nó có cái màu trắng nữa mà không biết cái màu trắng đâu, bỏ đâu rồi. Sale cho chị em mình 350k, đầm này đẹp lắm luôn á. Đẹp quá. Chị em nào mà có vòng eo 78 coi giãn thì được 80 bạn luôn, đẹp lắm luôn á, thảo bạn đẹp như mai luôn. Thảo bạn đẹp như mai luôn cả nhà. Đẹp quá. Cái này mà chị em nào không lấy thảo mở hàng đầu tiên thảo lấy luôn á. Thảo bạn đẹp như mai, cái đầm đỏ Thảo định lại là Thảo để dành Thảo bạn rồi đó. Treo ở trên đó, máng ở trên đó là để dành bạn rồi đó. Cảm ơn bốc đuôi số điện thoại lên nha. Hello, chào em Minh Hằng. Hello, chào em Nguyên Trang. Rồi chị em nào chia sẻ rồi nhanh tay cảm ơn bốc đuôi số điện thoại lên nha. Hello, chào em Thanh Minh.
dành chị mặc ok em nè. Chị mặc đầm tím em xem. Đầm tím vòng em nhỏ hơn tí em ơi, đầm tím vòng em có 76 trở xuống mà em. Đầm tím nhỏ hơn đầm này em. Đầm tím nhỏ hơn đầm này một tí xíu. Hello, chào em Trần Tím Mai. Đầm tím chị mặc cũng vừa nữa nhưng mà nó nhỏ hơn đầm này một tí. Nó không có rộng thoải mái hơn cái đầm này, đầm tím nó hơi nhỏ hơn. Đầm tím vòng eo 76 thôi. Lấy đầm chị mặc ok em. Rồi, ai chia sẻ nhanh tay cảm ơn bốn số đuôi số nội lên nha. Hello, chào em Mai Hương Nguyễn. Rồi, ai chia sẻ nhanh tay cảm ơn bốn số đuôi số thoại lên nha. Chị em nào chia sẻ rồi cứ cảm ơn bốn số đuôi số thoại lên. Cầm chỉ mặt là có màu trắng, không biết cái màu trắng bỏ đâu. Có cái màu trắng nữa, màu trắng đẹp lắm. Tìm không ra để nữa thảo bằng luôn đi. Ok em là 350k. Rồi chị em nào chia sẻ rồi nhanh tay cảm ơn bốn cái đuôi số điện thoại lên nha. Đầu livestream shop sẽ ghi chia sẻ cho chị em mình và số lượt lên đông người xem là shop sẽ tặng quà cho chị em luôn nha. Số lượt lên đông người xem là sẽ tặng quà cho cả nhà luôn. Hello, chào em ha Larry. Lấy cái tên kêu muốn lẹo cái lưỡi vậy đó. Ok em 350k. Có đầm này xè đẹp nè. Rồi. Có đầm xè này đẹp nó mất tiêu rồi. Có đầm xè này đẹp nè, màu da rất là đẹp luôn. Có đầm xè này cho em nào mà xuất ký nhỏ nhỏ bận rất là đẹp, 55kg trở xuống bận rất là đẹp. Sale cho chị em mình 350 đồng luôn. Đầm xè này bận dễ thương lắm. Đầm xè này bạn rất là dễ thương luôn á. Bạn lên trẻ thì mấy tuổi nữa. Tặng cái đầm này lên trẻ thì mấy tuổi nữa luôn. Rồi ai chia sẻ nhanh tay cảm ơn bốn số đuôi số điện thoại lên nhìn shop nha. Đầm Thảo đang bận là màu da trùng cái màu với Thảo luôn. Đầm của Thảo màu da trùng cái màu da của Thảo luôn. Da vàng 350k, 55kg trở xuống 350k, giải rất là đẹp nha. Giải rất là đẹp, sale cho chị em mình 350k. Ai chia sẻ nhanh tay lên nha. Số lượt đông người xem là shop sẽ chơi mini game tặng cho chị em mình quà nha. Số lượt đông người xem shop sẽ chơi mini game tặng quà cho cả nhà luôn. Rồi bây giờ đầu livestream shop sẽ lên mẫu đồ bộ thể thao cục nè, đồ bộ thể thao đùi. Ai thích đồ bộ thể thao đùi shop sẽ lên đồ bộ thể thao đùi cho cả nhà nha. Đồ bộ thể thao đùi. Bạn mới vừa lọc ra. Đồ bộ thể thao đùi 60kg trở xuống. Đẹp quá. Đồ bộ thể thao đùi. Đẹp chưa? 60kg trở xuống, 40kg trở lên 350 đồng một bộ. Giải rất là đẹp luôn. 60kg trở xuống. 60kg trở xuống, 40kg trở lên, cao trên 1m6 60-62kg đều bận vừa. Cao trên 1m6 62kg đều bận vừa luôn. Lùng lùng thì mấy chị 60kg trở xuống thôi. Lùng lùng mấy chị 60kg trở xuống 350 đồng một bộ. Chị mặc đầm tím em xem, mặc đầm tím em xem, đầm tím này nó có hai màu nữa. Đầm tím các bạn dễ thương lắm. Đầm tím này sale cho chị em mình 390 đồng một cái. Đầm như nó có hai màu á, nó còn hai màu. Đầm này mai kiểu đẹp lắm. Giải cũng đẹp. Giải cũng đẹp nữa. Rồi đầm màu da chị em nào lấy đầm màu da, cảm ơn đầm màu da nha. Đầm màu da bạn trẻ thì mấy tuổi nữa. Tiếc lành rơi rơi.
Chị em nào mà có vòng eo 78 trở xuống là bận vừa nha. Được chưa? Mấy cái này là thảo bạn lên là nó vừa như in luôn. Nó y gan như mai vậy á. Thảo bạn mà nó vừa như in, nó y gan như mai luôn. Mà đầm này bạn lên có eo ghê ha. Đầm này bạn lên có eo ghê luôn á. Đẹp chưa? Đẹp quá. Rồi màu tím. Màu tím này để Thảo coi coi có cái màu gì nữa đây nè. Phải nhớ còn cái màu gì nữa. Màu tím thì còn màu... màu da nữa vậy, màu tím này còn màu da nữa nè, 390 đồng một cái, ai lấy hai cái là 700 luôn, sale rẻ luôn, màu tím và màu da, hai cái là 700 luôn, đẹp quá trời luôn, đẹp siêu phẩm luôn, em lấy đầm tím ok em nè, chị ơi còn viên dưỡng tóc không, viên dưỡng tóc còn em. Còn màu tím, viên dưỡng tóc còn màu tím, màu trắng hết rồi. Em lấy đầm tím ok em yêu luôn. Ôi mạng nó bị mờ nữa rồi, chán quá. Mạng nó đang bị trục trặc tí xíu, chị em mình chịu khó theo dõi nha. Màu da nữa nè, ai thích da mua da luôn nè. 390 đồng một cái, đẹp quá trời luôn. Ai lấy hai cái sale rẻ cho chị em mình 700 luôn, đầm này thảo bán 490 đồng lận đó nha. Đầm này shop bán 490 đồng lận đó. Còn eo 76, 78 trở xuống mỏng vừa. Đẹp chưa? Còn eo 76, 78 trở xuống mỏng vừa. Đầm này bạn rất là đẹp. Đầm này bạn đẹp lắm. Đang bị mờ chị em mình chịu khó chút xíu nha. Chị em mình buồn chia sẻ giùm sếp đi, chỉ cần một chị em mình bấm một lần chia sẻ thôi là ok rồi. Chia sẻ nhanh tay cảm ơn bốn số đuôi số điện thoại lên giùm sếp nha. Gì vậy Quỳnh Mỹ? Rồi chia sẻ rồi nhanh tay cầm lên bốn số đuôi số điện thoại lên nha. Thảo lên nằm hộ Thảo lên đầu bộ nha. Lên đầu bộ đùi. Bữa nay đầu nay chim lên đầu bộ đùi cho chị em mình nha. Ai thích nhận đầu bộ đùi thì mình vô mình mua đầu bộ đùi nha. Đầu lai chim lên đầu bộ đùi. Chị em nào đang theo dõi lai chim chấm chấm dùm sớp cho cầm lên nó tương tác nó chạy lên nha chị em mình. Cho cái cầm lên nó chạy lên nó nổi lên nha. Đừng bị ẩn nha. Chị em nào đang chia sẻ rồi đó chấm chấm dùm sớp đi, đang xem live stream chấm chấm dùm sớp cho tương tác nó nổi lên cho cảm ơn của mình nó đừng có bị ẩn.
đầu live stream lên đầu bộ đùi nè, đầu bộ thể thao đùi, nói chung là lên lộn xộn đó, lên lộn xộn đi, đầu bộ đùi đẹp quá, 350 đồng một bộ đùi. Bạn đầu bộ này ngồi cái tột luôn cái quần tột luôn cái quần. Còn đầm body xem nữa đi chị, đầm body xem nữa đi, chị lên lộn xộn chứ giờ chị đâu biết đâu lên. Bây giờ chị lên xả lộn xộn, chị lên xả lộn xộn đi, chị đâu có biết đường đâu lên. Không lẽ giờ bư cái đống hàng ra mà cứ lục body không, đúng không? Cho nên là chịu khó theo dõi là chim giùm chị đi, mua đồ chịu khó theo dõi là chim giùm chị đi. Rồi đầu bộ đùi Thảo Trang bạn nha, 55, 57 kg trở xuống, 40 kg trở lên, 350 đồng một bộ. Cái quần nó sọc là phối, cái tay nó sọc nha. Cái quần nó sọc phối, cái tay nó sọc. Em mua cái đầm body này đẹp nè, Quỳnh Mỹ có 150 nè. Chị đang sale 150 đầm này đẹp lắm. Có mua đầm này qua chưa? Đầm này còn một cái chị sale 150 nè. Đầm này đẹp lắm, đầm này em bạn đẹp đó. Đầu bộ đùi 55-57kg trở xuống, 55-57kg trở xuống, 40kg trở lên. Cho em 100 viên dưỡng tóc nhé. Ok em, 100 viên dưỡng tóc tên của em luôn. Rồi màu da, ai lấy da comment da vô. Đầu bộ đùi 350 đồng một bộ, đẹp quá trời luôn. Cái này 60kg trở xuống mấy chị em mình tặng được luôn á, đẹp quá à. Đầu bộ đùi coi nè, trời ơi nó giãn đẹp quá luôn. 60kg trở xuống chị em mình tặng được luôn á, đẹp quá luôn. Đầu bộ đùi 350 đồng một bộ, giải rất là đẹp nha. Cái này là nó thiêu như chị em mình ở trước ngực này là nó thiêu, chữ nó cũng thiêu luôn nữa, chữ nó cũng thiêu luôn. Đẹp chưa? 350 đồng một bộ. Rồi bộ đùi Thảo đang bận á là xanh và màu da. Mẫu này nó có xanh và da. Xanh và da và đen. Xanh, da và đen. Và xám. Có 4 màu thôi. Xám, đen. Xám, đen. Màu xanh Thảo đang bận, màu xanh Thảo đang bận kia bằng màu xanh khói á. Xanh Thảo đang bận gọi là xanh khói, 60kg trở xuống, giải rất là đẹp. 60kg trở xuống. Màu xanh khói, màu này màu da. Đẹp chưa? 350k một bộ. Màu da, màu xanh khói. Bốn màu thôi, mẫu Thảo đang bạn có 4 màu, ai lấy thì cầm bên màu lên dịch sếp nha. Đầu bộ đùi, bộ này là tầm 60-62kg trở xuống luôn, 60-62kg trở xuống, 60-62kg trở xuống. Có màu gì đây để tao coi coi màu gì. Trời ơi, giải đẹp quá mấy trời. Cái áo không đủ 350 luôn, đừng nói chi tới cái quần, đẹp quá. Cái áo không là đủ 350 luôn á, đừng nói chi tới cái quần, giải quá trời đẹp. Cái này là nó thiêu đẹp lắm luôn á, cái này là nó thiêu chữ. Bữa trước em mua 2 gói, chị mới gửi cho em 1 gói à, gửi cho em 2 gói đây, cái em nói á, cái này á em cho chốt 100 đồng một công, chị xả ra giùm em đi. Cái nào mà 2 phần xả ra cho. Rồi bộ đùi cái này là chữ xanh là cái quần xanh đúng không ta? Chữ xanh là cái quần xanh. Đúng rồi. Chữ xanh là cái quần xanh mà chữ hồng là cái quần hồng. Chữ xanh là cái quần xanh mà chữ hồng là cái quần hồng. Chữ tím là cái quần tím. Chữ này màu da là cái quần màu da. Đồ bộ đùi đẹp quá luôn, ai lấy comment lên 350 đồng một bộ, 350k một bộ. Chia
sẻ lên cho em mình ơi, chia sẻ lên đồ bộ đùi này có ai thích không, ai thích thì thả lên nữa, còn không thích là thôi thả qua mẫu đồ bộ đùi nha. Đồ bộ đùi này có ai thích đồ bộ đùi không, để lên mất công á chị không thích, để dành năm tới bán. Chốt cho em nhé, chốt cho em rồi, chốt cho em rồi. Rồi ai chia sẻ nhanh tay cảm ơn bốn số đuôi số đợi lên nha. Đồ bộ đùi có ai thích không, ai thích đồ bộ đùi thì shop lên đồ bộ đùi nữa nghe, còn nếu không thích đồ bộ đùi là shop không có lên nha. Má ơi bộ này dễ thương quá, bộ này con gái mình nó bận không ta, dễ thương quá trời luôn, con gấu đẹp chưa. Cái này là nó in cái viền sọc, cái ủa cái viền bông là cái quần bông, cái viền bông là cái quần bông, 65kg trở xuống. Hay da bộ này dễ thương cái quần quá, hay da cái bộ này dễ thương cái quần quá, cái quần nó làm như cái váy vậy đó che mình, cái quần nó làm như cái váy vậy đẹp quá trời luôn, bộ này dễ thương quá. Còn 65kg trở xuống mà rất là đẹp luôn, bộ này làm như cái váy vậy đó, một bộ duy nhất không có bộ thứ hai. Quần xẹp lưới bao nhiêu ký vừa chạy, quần xẹp lưới, quần xẹp lưới, quần xẹp lưới là quần nào vậy? Quần xẹp lưới là quần nào? Nói vụ quần xẹp lâu quá thôi không bán quần xẹp nữa rồi đó. Mời chiều lên quần xẹp bán đây. Ai da đẹp quá luôn. Rồi bộ thảo mặt 350 đồng một bộ duy nhất không có bộ thứ hai, dễ thương vô cùng. Bộ này bạn giống bộ quấy quá, bộ này bạn đẹp quá trời luôn. Một bộ duy nhất không có bộ thứ hai. 350k 60-62kg trở xuống, 40kg trở lên. 60-62kg trở xuống, 40kg trở lên một bộ duy nhất không có bộ thứ hai. Và 40kg trở lên đều bạn vừa nha. 40kg trở lên đều bạn vừa. Tự nhiên đổ sức bạn ba bộ đồ vô muốn xúc mà hơi quá. Mới lạnh lên cái coi hè chị cảm giác nó nóng nóng. Cảm giác nó nóng nóng. Bộ thảo mặt một bộ duy nhất thôi 350k, ai lấy thì comment vô 350k một bộ duy nhất không có bộ thứ hai nha. Một bộ duy nhất. Bộ này bạn dễ thương lắm luôn á. Bạn ba bộ đồ vô tôi mệt quá trời luôn á. Tôi chồng vô một hồi ba bộ đồ mệt quá. Bữa em thấy chị bán quần lưới không hơi thấy. Quần lưới không hơi đó là tầm khoảng 55kg trở xuống à. 55kg trở xuống thôi, quần lưới không hơi đó chỉ 55kg trở xuống thôi. Một chục cái 350. Quần đó là kêu bằng quần su thông hơi á. Một chục cái 350. Nó có cái loại mà cô tông nữa bằng đã lắm. Cái loại cô tông bằng im lắm luôn á. Cũng 10 cái 350. Cái loại cô tông nó bằng im lắm luôn á. Lâu quá không có bán quần xì. Một hồi buồn buồn mình đang bán quần xì. Oh,
buồn chị em mình chia sẻ lên coi chị em mình ơi, số lượt ít người xem coi chừng Thảo để tối Thảo lên live stream nha, bây giờ Thảo xuống live stream à. Số lượt tối đông người xem, bây giờ ít người xem quá nản quá. Chia sẻ lên đi chị em mình ơi, có hai mươi mấy người xem để tối lên luôn. Mặc ba bộ đồ máy lạnh bật không chắc lên chắc chết đó, đúng rồi đó. Bật ba bộ mà máy lạnh không bắt lên chắc chết quá. Chia sẻ lên đi, số lượng đông người xem sắp lên live stream, mấy sắp xuống live stream tối sắp lên. Người ít xem thảo nản lắm mấy bà biết rồi, tôi bán theo cảm hứng, người đông xem mới thích bán, người không đông xem không thích bán. Người đông xem mới thích sell, người không đông xem không thích sell. Bẩm sinh là như vậy đó. Giúp shop này dễ thăng đường lắm, đúng rồi, nói câu này nghe đúng, giúp shop này dễ thăng đường lắm. Số lượt mà người xem mà không đủ tiêu chuẩn là thăng đường. Shop này không có hơi, không có hơi hát cái lương lâu được. Tầm này 55kg trở xuống nè, 55kg trở xuống sale cho chị em mình 350 đồng, 55kg trở xuống, vòng eo 80 trở xuống. Chị em nào có vòng eo 80 trở xuống bạn vừa, 55kg trở xuống. Tầm này còn màu đen với màu vàng, còn màu đen và màu vàng. Ai nào coi, ai lấy hết hai cái 600 luôn, còn hai cái sale rẻ luôn, sale 350 đồng một cái, ai lấy hết hai cái 600, mua đôi bán rẻ, mua cặp bán rẻ. Rồi cái này còn một cái nè, 55kg trở xuống 390 đồng, sale cho chị em mình 350 luôn, cũng 55kg trở xuống. Thảo ơi, bộ em mới dẹp, chị mặc vừa không vừa chị, bộ đó chị mặc đẹp đó chị, bộ đó có 5 màu à, bộ đó hàng giải đẹp lắm, 550 một bộ, 2 bộ 1.000 đồng, 3 bộ 1.500, có 5 màu thôi chị, bộ có 4 màu thôi, hàng có hàng cao cấp em không có nhập nhiều, nó mắc tiền quá nhập không có nhiều, bán đâu có lời nhiều đâu, cái mẫu đó bán không có lời nhiều nên thôi. Mẫu này đẹp lắm chị ơi, mẫu này là đẹp lắm luôn á, cái quần với cái áo đẹp lắm, cái áo là hàng thùng giấy á, cái áo hàng thùng giấy đắt tiền lắm chị em mình, cái áo hàng thùng giấy nổi, cái áo không mấy chị mua mấy trăm ngàn rồi đó, cái áo không là mấy chị mua mấy trăm ngàn rồi đó, cái áo không á. 65kg trở xuống, 65kg trở xuống, 53-55kg trở lên, đẹp lắm. Mẫu này đẹp vô cùng, lùng lùng 53kg, cao cao 55kg, mẫu này dải rất là đẹp. Cái quần đẹp dữ dằn lắm luôn á, cái quần bận nó sang vô cùng luôn. Cái quần không là mấy chị mua 390 đồng trở lên chứ không có ít. Cái quần không là mấy chị mua 390 đồng trở lên chứ không có ít. Cái quần dải đẹp vô cùng luôn. Một bộ có 550 đồng thôi, bộ này rẻ lắm mà bao đẹp cho chị em mình luôn á. Bộ này không ai bán giá 550 đâu, hàng này á. Tại sao mà Thảo lấy có 5 bộ là mấy chị biết rồi đó. 65kg trở xuống, giải đã lắm luôn á, giải đã lắm luôn á.
bạn nó sang lắm. Thảo đang bận là beo nâu rồi beo xanh rêu. Rồi cái này là beo kem, beo đỏ, beo cam, beo đỏ, beo nâu, beo xanh rêu. Có bốn màu thôi, rất là đẹp. Bộ này rất là đẹp luôn. Cho em 5 cái quần cô tông nhé chị. Lưới em không lấy, 5 cái quần cô tông. Quần cô tông này là 10 cái là 350. 10 cái là 350. Quần cô tông này trời ơi bận nó đã lắm luôn á, nó mát và nó cũng thông hơi, còn đẹp, ngon hơn quần lưới nữa. Và nó sướng hơn quần lưới nữa nha. Và nó sướng hơn quần lưới nữa. 65kg trở xuống và 40kg trở lên đều bận vừa luôn, quần cô tông. Giải co giãn lắm luôn á. Sướng hơn quần lưới rất là nhiều luôn. 10 cái 350. 5 cái là 200 đồng. Ai lấy 5 cái là 200, còn ai chia với nhau với mong manh á là mỗi người 5 cái là 175 đồng. Có người chia với nhau thì mỗi người là 175 đồng. Còn không có người chia là lấy 5 cái là 200 đồng. Quần này sướng lắm. Bạn không có xù lông, không đổ lông nha mấy chị em mình, bỏ máy giặt giặt thoải mái luôn. Đặc biệt á, khi chị em mình bị phụ nữ mình á mất kẹt á, cái miếng băng dễ dán dữ lắm luôn á. Mà cái này á, nó rút hơi dữ lắm. Nói chung là cái này á, chị em mình á, nó đối với phụ nữ mình rất là tốt. Đối với phụ nữ mình rất là tốt. 10 cái 350. Quần thông hơi, quần này là không phải quần thông hơi. Quần này là quần cô tông. Quần cô tông, còn ai lấy 5 cái là 200. Ai lấy 5 cái là 200. Có người nào lấy 5 cái với mong manh á là mỗi người 175, còn lấy 5 cái mà không có người nào chia là 175 đồng, 200 đồng. 200 đồng. Thôi bây giờ shop xuống mạng thì cho em mình ơi, ít người xem quá nản quá mấy chị ơi. Thôi có gì tối shop lên nha. Bây giờ ít người xem quá làm biếng lắm mấy chị. Nói không có sức. Cái thứ nhất, cái thứ hai nhất văn là nó nhiều, không có người xem. Ít người xem quá. Có gì tối sắp lên. Đầm hồng bao nhiêu ký vừa? Đầm hồng á,
Đầm hồng 45kg đến 60, 62, 63kg vừa em 350. Chị lấy hai bộ xanh rêu với đỏ. Hai bộ 1.000 đồng xanh rêu với đỏ. Chị lấy hai màu này phải ok giùm em nè. Em 10 quần cô to 10 quần ra 350 em. Chị lấy hai bộ này phải ok giùm em nè. Hai bộ 1.000 đồng giải bao đẹp luôn á. Giải rất là đẹp. Bạn sướng lắm chị. Bạn sướng lắm. Hai bộ này phải ok giùm em. Giải không sướng không ăn tiền luôn á. Bộ đồ đẹp lắm. Bộ này mà người ta bán là tới 590-650 nhất trở lên. Bộ này nó cao tiền mà Thảo bán có 550 mấy chị. Mà Thảo nhập có 5 bộ là mấy chị biết rồi đó. Hàng mà nhập 5 bộ là mấy chị biết rồi. Hàng nào bán có lời nhập chi nhiều. Bán giá cao á thì mấy chị ngán tiền. Còn bán giá bình dân á thì shop không có lời. Mà không lời thì bán làm chi cho nó cực. Rồi chị Lê Linh Quỳnh lấy cái này phải ok giùm em nè. Chị đưa lên em coi lại. Đầm này hơi dẹp. Đẹp lắm. Cái tay của nó hối nè thấy không. Đầm này cái tướng xấu cỡ nào xấu bạn cũng đẹp hết trơn. Mấy cái đầm này mà Thảo sale 350 đồng là mấy chị biết rồi. Ai mà mua từng mua qua mấy cái đầm này mấy chị em mình biết rồi. Giải nó rất là ok luôn. Giải rất là đẹp. Thảo sale 350 là bây giờ mỗi mẫu chỉ còn một cái. Mỗi mẫu chỉ còn một cái mới sale giá 350 thôi. Chứ lúc mà đủ màu là mấy chị em mình biết Thảo bán 390 đồng một bộ. 3 bộ là 1.100. Đầm này tướng xấu cỡ nào xấu bằng cũng đẹp chứ. Cái này cũng sale cho chị em mình 350 nè. Hàng này hàng 550 mà sale cho chị em mình 350 nè. Nhưng mà phân nhỏ 55kg trở xuống thôi. Vòng eo 78 trở xuống thôi. Phân nhỏ. Dính cái gì để thao bạn luôn đi. Mấy cái nào mà tới cái giá mà sale rẻ rồi là để bạn luôn đi. Đến mơ chị Thanh Vân lấy hồng. Còn ngực 92 vừa không chị? Đợi em hỏi nữa là bắt đầu người ta lấy mất tiêu rồi còn đâu nữa em. Mấy cái đầm mà 63kg trở xuống vòng ngực là ít nhất cũng phải là 96 trở xuống bạn vừa hết trơn à. Vòng ngực 92 mà nhầm cái gì? Hỏi cái vòng ngực. Đợi mà em hỏi luôn cái nữa là người ta lấy mất tiêu luôn á. Ok chị Văn Thanh nè. Đã 63kg trở xuống rồi là vòng ngực á. Mấy người 63kg ít nhất cũng vòng ngực cũng 96. 96 là bạn thoải mái luôn. Rồi bộ này 55kg trở xuống bộ này bạn sang lắm luôn nè. 55kg trở xuống chị em nào có vòng eo 76, 78 bạn rất là vừa. Vòng eo 76, 78 bạn rất là vừa luôn. 390 đồng. Giải đẹp lắm. Giải đẹp lắm luôn. Cái mẫu đó để chị coi coi còn cái nào nè. Cái mẫu đó để coi coi còn cái màu gì nữa đây nè. Mấy cái đó là vòng ngực 96 trở xuống với chị em mình bạn vừa. Ngực nhỏ giờ cũng bèo bèo. Bây giờ là mấy chị cũng 90 rồi. Ai mà may cái đầm mà giải ngực 90-92 người ta cũng chịu bì cho mấy chị em mình ngực to. May cho mấy người xúc tích to mà. Mà đầm đó mấy chị bận rộng bận hơi ôm gì cũng đẹp. Lý do tại sao? Nó có sợi dây cắt eo. Để thông coi nó còn cái gì đây nè.
làm đó kiểu đó hết rồi, kiểu đó hết rồi, còn kiểu này đẹp nữa mà màu kem đắt, còn kiểu này rất là đẹp màu kem đắt, kiểu này rất là đẹp luôn màu kem đắt, sale cho chị em mình 350 luôn rồi. Một cái duy nhất, cái tay dễ thương lắm luôn. Rồi mấy cái đầm này mấy tướng mấy chị em nào xấu mông xấu cái gì xấu quá bận vô cũng đẹp hết trơn. Vòng kích to lắm, vòng ngực to lắm mấy chị em mình an tâm, ngực to ngực nhỏ gì cũng đẹp hết trơn. Bộ đỏ ok, mà bộ đỏ này chị Thanh Vân hả? Bộ đỏ này chị Thanh Vân bận đẹp lắm rồi ta. Đâu rồi? Bộ đỏ em ở đâu rồi? Bộ đỏ này chị Thanh Vân bận đẹp lắm. Ủa em mới vứt cái bộ đỏ đi mất tiêu rồi. Bộ đỏ này chị Thanh Vân bận đẹp lắm luôn á, em bận cho xem nè. Bộ đỏ bận đẹp lắm luôn, bận sang lắm luôn. Bộ đỏ bận lịch sự vô cùng. Đẹp như mai vậy đó. Màu đỏ này bạn đẹp lắm. Giải cũng đẹp lắm. Màu đỏ này mấy chị em mình bạn đi chơi hoặc là chị em mình bạn đi làm rất là sang. Màu đỏ này bạn mua đen lắm. Đẹp lắm luôn. Màu đỏ này mang giày cao gót vô cao cao lên tí, bộ đỏ này bạn sang lắm, đẹp chưa. 55kg trở xuống vòng eo 76-78 trở xuống là bạn vừa, còn ai mà trên vòng eo 76-78 là bạn không vừa. Để bên chị Thanh Vân thích không, chị có cái đỏ chị để dưới nền đó chị, cái đỏ đâu, cái đỏ đâu, em nói cái đỏ này hả, em nói cái đỏ này hay gì, cái đỏ này anh, cái này nó bị hư rồi, cái này nó bị hư rồi cho nên chị bỏ nó ra, không có gì thế nó vô. Cái này nó bị hư rồi cho nên chị bỏ nó ra, không có cái gì thế nó vô. Để nữa chị tìm cái gì chị thế nó vô. Cái móc này nó bị hư rồi. Cái phụ kiện này nó bị hư rồi. Cho nên nó là chị không có phụ kiện khác, để nữa chị tìm cái phụ kiện khác cho nên chị bỏ nó ra. Cái phụ kiện nó bị hư, phải có cái phụ kiện khác thế vô. Này dễ đẹp lắm, bạn lên kiểu cũng mua đen nữa, cao là bạn sang luôn, bạn rất đẹp. Đầm này còn cái sale cho chị em mình 290 nè. Đầm này còn cái sale cho chị em mình 290 nè. Vòng eo 80 trở xuống. Lùng lùng 55kg trở xuống. Mấy đầm này dễ đẹp lắm. Bạn sang lịch sự chưa? Mấy đầm này đẹp lắm.
xuống nghiêng mà. Ở đây còn một cái đầm dạ hội. Lấy cho em 10 quần cô tông chưa? 10 quần cô tông là ok em nè. Ngày mai gửi cho. Ngày mai gửi thứ hai cho em mình mới nhận được. Ở đây còn một cái đầm dạ hội sale cho chị em mình 350 đồng, 55-57 kg trở xuống, 48 kg trở lên. Đầm dạ hội này giải cát nhật bạn rất là sang luôn. Đầm dạ hội này sang lắm. Đầm dạ hội này mấy chị nào mà đi dự sinh nhật đồ này kia nó có mút nhật luôn nha, giải cát nhật đẹp lắm. Mấy chị em nào mà đi dự sinh nhật rồi đó, hoặc là đi chơi đồ này kia, mấy chị em mình bận cái này vô. Đầm này sale cho chị em mình 350 đồng, 55-57 kg trở xuống. Chị em nào có vòng eo 80 trở xuống là bận vừa, vòng eo 80 trở xuống là con giãn nữa, vòng eo 76 trở lên, vòng eo 80 trở xuống, một cái duy nhất sale cho chị em mình 350k. Bạn bẹt vai cũng được, hoặc là bà chị em mình bận cổ tròn cũng được, và mình bận bẹt vai cũng được. Đầm này đẹp. Còn một cái duy nhất sale cho chị em mình 350 một cái đầm dạ hội, trời ơi nó ghẻ em xìm luôn á, bao ghẻ toàn quốc luôn, ghẻ hơn Việt Nam nữa. Ở đây còn một cái đầm body sale luôn cho chị em mình 350 đồng luôn. Đầm body vòng heo 80 trở xuống, 55-57 kg trở xuống, 40 kg trở lên, 55-57 kg trở xuống, đẹp lắm. Sale cho chị em mình 350 đồng đầm body, một màu duy nhất. Cái màu này là kêu bằng màu tím khuế á. Màu này màu tím khuế, màu tím than gì á, màu tím khuế tím than gì á. 55 kg trở xuống, 40 kg trở lên rất là đẹp. Vòng eo mà 74-76 trở lên, vòng eo 80 trở xuống. Chị mặc đầm dạ hội em xem. Đầm dạ hội có hai cái nữa, còn kiểu này nữa, thêm kiểu nữa đẹp lắm luôn. Kiểu nữa sale cho chị em mình 390, hàng 690 mà sale còn 390. Kiểu này nữa nè. Kiểu này đẹp lắm luôn á, thấy không? Cũng sale luôn cho chị em mình 390 luôn. Rồi đẹp lắm. Có hai cái thôi, một cái 350, một cái 390. Ngày xưa mua một cái đầm dạ hội đồng, bây giờ mua hai cái. Nói chung là mỗi kiểu còn màu cho nên hỏi sale chứ gì chứ. Mỗi kiểu còn màu cho nên thảo sale cho chị em mình. Mấy chị em mình buồn chia sẻ lên đi chị em mình ơi. Số lượng ít người xem quá chán lắm chị. Số lượng ít người xem á, để dành dưỡng sức tối bán. Cái này chị em nào bạn bẹt vai cũng được, hoặc là cổ tròn cũng được nha. Bẹt vai cũng được hoặc là cổ tròn cũng được. Đó, chị em nào thích bẹt vai ra vậy mình bẹt, đúng không? Hoặc là chị em mình kéo nó lên vậy á thì mình kéo. Đẹp chưa? Vòng eo 80 trở xuống đẹp lắm. Cái này mà mang dài cao gót lên một cái, trời ơi thần tượng luôn á. Thảo lùn có 1m49 cho nên cảm thấy nó dài. Mang nó dài cao gót lên một cái là thần tượng luôn. Đẹp chưa? Tầm dạ hội này là rất là đẹp. Màu này là màu kia bằng màu đỏ mặn á. Màu đỏ mặn nhón lên cho nó cao một tí. Nhón lên cho nó cao một tí. Tầm dạ hội này là đẹp lắm. Thank you.
cái này nữa nè. Cái này 390 đồng, đẹp lắm. Cái này là 350. Đỏ mặn 350, cái này 390. Hàng này là hàng 690 mà sale còn có 390 đồng. Trời ơi nó rẻ. Đẹp lắm, hai cái sơi sức số ký với nhau. Chị em nào mà 52, 53, 55, 57 ký vẫn rất là đẹp. 60 ký là tùy chiều cao, tùy vòng eo. Đẹp chưa? Mấy cái này là vừa đáo bạn luôn á trời, vừa in luôn á. Vừa in luôn. Bạn mấy cái làm này đẹp quá. Mang cuốc cao lên là vừa luôn á. Cái này mấy chị mang cuốc cao lên là vừa luôn á, không có cần cắt cần gì hết trơn. Giống ca sĩ bạn quá. Ca sĩ thì bạn mấy cái này không chứ đâu. Ca sĩ thì nó bận mấy cái này không chứ đâu, kiểu này mấy cái này đẹp lắm. Mấy cái này bận đẹp lắm. Ôi xây mấy quạt á. Em lấy đầm tím dạ hội. Em lấy đầm tím dạ hội. Cái này là đỏ mặn nha em chứ không phải đầm tím nha. Cái này là đỏ mặn nha Quỳnh Mỹ ơi. Ở trong màn hình này em nhìn thấy nó tím vậy chứ nó thuộc về đỏ mặn nha. Nó đỏ mặn. Nó đỏ mặn. Nói chung là trong cái màn hình em thấy cái màu á sao lỡ ngoài nó vậy đó. Ở trong màn hình chị em mình thấy cái màn hình nó sao lỡ ngoài nó vậy đó. Không biết cái máy của chị em mình thấy làm sao chứ cái máy của Thảo á là ở trong cái màn hình á là nó ở sau là ngoài cái đầm nó vậy đó. Lấy đỏ mặn thì ok cho dùm chị. Trong máy của chị em mình không biết sao chứ của Thảo là màu đỏ mặn nó là sao là ngoài cái đầm nó gian vậy, cái máy nó gian vậy. Cái này là 390. Ai lấy 350 lấy 350, ai lấy 390 là 390. Ai lấy 390 comment 390. Trời ơi đẹp quá luôn, thun nhũ đẹp lắm. Thun này đẹp vô cùng. Bạn nó mát nữa. Hai cái loại giải này bạn rất là đẹp. Một loại thì giải cắt kẹp và một loại thì kêu bằng thun nhũ. Thun nhũ thường thường thun nhũ nó mất tiền hơn kia mà. Thun nhũ nó mất tiền hơn là giải gold hay là giải thun kia nữa. Thank you.
em lấy đầm body tím chị mặc, em không lấy đầm vợ họ nhé. Ok em, chị đóng chốt đầm vợ họ cho em đi. Chị không có lấy đầm vợ họ cho em, em không có ok là chị không có chốt. Lên đầm xà phong to đi chị. Phong to em màu eo bao nhiêu vậy? Rồi cho lên em vòng eo bao nhiêu vậy trời, rồi cho lên em vòng eo bao nhiêu? Em chỉ biết đường chị lên chơi, vài cái mua. Đây có cái lầm tím này đẹp nữa nè. Lầm này 490 thỏi xeo cho chị em mình 450 nè. Tầm body cao cấp đẹp lắm. Tầm này dành cho mấy chị số ký vừa vừa. Số ký vừa vừa là 55-57 ký trở xuống á. 55-57 ký trở xuống á. 48 ký trở lên. 47-48 ký trở lên số ký vừa vừa. 450 chục đồng. Tầm tím thở ra mặt 450 đẹp lắm. Tầm giải cao cấp. Một cái duy nhất không có cái thứ hai hết rồi, không có cái thứ hai. Thảo cho mình coi cái quần mới cầm. Cái quần mới cầm là cái bộ đồ bộ chị. Cái đó là nguyên bộ chị. Tầm khoảng 55kg trở xuống, 40kg trở lên. Em lấy đầm tím chị mặc, đầm tím chị mặc là 450 phải không em? Phải, ok dùm chị. Cái này là bộ chị, bộ dễ thương lắm, 55kg trở xuống. Bộ này dễ đẹp lắm á. Có hổm chị về đâu 70 cái nhiều kiểu lắm luôn á, chị bán một hồi mà hết trơn. Sót lại một cái á, sót lại một cái là nó lạc chưa đóng hàng á. Vĩnh Mỹ lấy cái này phải ok dùm chị nè. Em lấy đầm tím 450 hết rồi Phạm Ngọc Yến nè. Hết rồi. Đầm tím nó hết rồi. Coi còn cái đầm này cũng đẹp lắm nè. Nhiều quá. Nói chung á nhà Thảo nhiều đầm lắm, Thảo mới nhớ nổi. Về trước mặt có gì phải giới thiệu cái đấy đi. Mỗi con thấy có cái mẫu nào quên mất tiêu rồi. Cái này nguyên một bộ. Cái này là bộ set rời á. Bộ set rời. Ở đằng sau thắt cái nút. Ở đằng sau có thắt cái nút nữa. Cái này bộ xếp trời 55kg trở xuống. Cái quần đẹp giả man không? Chị em nào thích đóng thùng thì mình đóng thùng, mình không thích đóng thùng thì mình bỏ vô trong. Đẹp lắm. Bộ này 450 đồng còn 2 bộ. 450 đồng bộ này còn 2 bộ, 2 màu, ai lấy 2 bộ 800 luôn. Theo đuổi cho chị em mình luôn. Còn có 1 bộ à. Bộ này còn có 1 bộ à. 450 đồng dễ đẹp lắm. Cái quần về chị em mình bận được ra cả ngàn mấy cái áo luôn á. Cái quần về chị em bận được cả ngàn mấy cái áo luôn. Má ơi, bắt cái máy quạt á, nó mới bị cảm rồi. Nó đi quá đi thôi á. Tại sao đây có cái đầm body đẹp quá đâu rồi. Nhiều đầm quá, giờ tao nhớ nổi đầm body. Nhiều
máu quá đi thôi. Đầm này đầm xòe nha cha, mình đầm xòe có thắt sợi dây eo cái lưng, có thắt sợi dây eo ngay cái eo đầm xòe 350 đồng một cái đầm xòe, tầm khoảng 60-62 ký trở xuống, còn eo 84 trở xuống coi giãn thì được 86 luôn. Đầm xòe giải cắt nhật, đầm xòe giải cắt nhật 350 đồng một cái. Cái này làm xòe dễ cắt nhịp 350. Làm body này sell cho chị em mình 250 nè. Một cái duy nhất không có cái thứ hai. À nó dính giờ cái like để nó đi thảo bạn cho. Làm body này sell cho chị em mình 350 nè. Tầm 55-57 ký trở xuống, còn eo 80 trở lại nè. Làm body luôn. Làm body đẹp lắm. Dễ cắt nhiều. Đồ bộ 60 ký đi Thảo. Đồ bộ 60 ký hả? Chị muốn mua đồ bộ thể thao hay chị muốn mua đồ bộ kiểu hả? Đồ bộ kiểu hả? Đồ bộ kiểu để tối đi nha. Muốn mua đồ kiểu, bộ kiểu 60 ký để tối đi nha. Tối có 2-3 người vô xem mê đồ bộ kiểu đi. Đợi bà chị kia bà đòi đồ bộ kiểu nữa. Mà bà tối bà mới rảnh. Tối em lên đồ bộ kiểu cho 2-3 người lựa. Ôi, làm body này đẹp quá. 55 ký trở xuống sao vừa. Sao cái nào mà nó nhỏ nhỏ là thảo bạn vô. Cái nào cái đấy nó vừa hết tôi chứ. Đẹp quá à. Bạn lên dán ra dán, eo ra eo, bụng ra bụng, đích ra đích, ngực ra ngực. Có đồ bộ thể thao nhiều lắm á chị Phượng. Nó thích bạn đồ bộ thể thao không? Lấy đầm body vàng em xem đi, đầm body vàng em xem đi, đầm body vàng nó dính dơ rồi em để thơ chị đặng luôn cho rồi. Dính dơ rồi. Dính dơ. Nó dính dơ rồi. Em thích đầm body, mua cái đầm body đỏ này đi. Mua cái đầm body đỏ này đi. Kiểu ok mấy giờ lên? 7 giờ lên. 7 giờ lên lên đầu bộ kiểu cho mấy chị xem. Tối nay em lên đầu bộ kiểu cho. Đầu bộ kiểu nhiều kiểu lắm chị ơi. Đầu bộ kiểu của em mỗi bộ kiểu vậy đó. Tại vì nó là hàng mẫu lẻ. Đầm body sale cho chị em mình 290 đồng màu đỏ. Vòng eo 80 trở xuống 40 kg cho đến 55 kg. 40 kg cho đến 55 kg. Sale cho chị em mình 290 đồng. Đẹp chưa? Một cái duy nhất không có cái thứ hai. Màu đỏ. Một cái duy nhất không có cái thứ hai, 290 thôi.
55kg trở xuống sale cho chị em mình 190 là một cái duy nhất, không có cái thứ hai luôn. Một cái duy nhất không có cái thứ hai. 55kg trở xuống, 40kg trở lên. Bữa nay chị Phượng làm gì lên tới 60kg vậy? Em nhớ mỗi lần chữ 55, 57kg gì mà chị. Em lấy chị 290. Em lấy làm đỏ nè 290 gì gần Tú lên lấy ok giùm chị. Làm đỏ dễ đẹp lắm em. Mấy cái đầm này hàng thảo sale á, 390 mà sale còn 290 cho em mình biết rồi, hết lời rồi. Em lấy đỏ chị, mặc em xem. Nói từ Quỳnh Mỹ ơi. Rồi Tú Linh. Đầm mô đi cho nữa rồi, đầm xòe không vậy? Lúc thì không thấy đầm mô đi, lúc thì thấy đầm xòe không. Đầm body, du body nữa. Mày khờ ai quá luôn. Đầm body này sale cho chị em mình 250 nè. Một cái duy nhất không có cái thứ hai á. Màu đen 40kg cho đến 55kg. Vòng eo 80 trở xuống luôn. Chị em nào có vòng eo 80 trở xuống mọn vừa, giải đẹp lắm nha. Sale 250 triệu đồng. Màu đen một cái duy nhất không có cái thứ hai. Loại đó nó có xè nữa, xè 290. Loại đó nó có xè nữa, xè 290 đồng, xeo rẻ luôn. Hello, chào chị yêu. Trời ơi, đẹp quá trời luôn, xeo rẻ luôn. Bán rẻ cho mấy chị 250 luôn. Cho mấy chị mua cho đủ đơn luôn cho rồi nè. Màu cam đắt 250 luôn, dành cho mấy chị nào 55kg trở xuống vòng eo 80 á, nói chung là vừa thảo không á. Sale mà tới 250 mà mấy chị không mua rồi ha, là thảo quất qua một bên, quất qua một bên là của thảo không đó. Đụng với mỗi cái anh tiểu này hả. Có đẹp long lanh luôn. Mấy cái hàng này là thảo sale rồi, bây giờ giá 250 là sale quà vốn cho mấy chị mà. Không có lời đâu. Đó, đẹp chưa? Trời ơi, đi đâu mà mua mấy cái đầm thế này 250 đồng. Về Việt Nam mua còn chưa được nữa, về Việt Nam mua mấy cái đầm này là 300 mấy chục ngàn á thì có. Em lấy đen, ok em nè. Mấy đầm này bạn đẹp lắm, giải bạn sướng lắm. Hàng 390 mà sale còn có 250 là mấy chị vui. Rẻ mà không hốt hối hận luôn, rẻ mà không hốt thảo chừa thảo bạn luôn. Ok em nè, đen nè, rồng Tú Linh nè. Sale rẻ thì chị em mình đủ đơn luôn. Em lấy luôn chị, em lấy cái đầm chị đang mặc luôn gì em lấy luôn ok dùm chị. Áo này 55kg trở xuống, 40kg trở lên, đẹp lắm, giải rất là đẹp, sale cho chị em mình 190 đồng. Còn có một cái sale rẻ luôn. Hàng này mà lọt vào shop người ta bán 290, 390 không? Sale 190 đồng, giải rất là đẹp nha. Giải đẹp lắm. Ai lấy comment vô áo 190. Áo 190 chị em nào lấy không? Chị em nào không lấy thôi trường cho con gái thôi bạn luôn nha. Con cái một. Ok em. Làm em mặc vừa xong. Không có số to hả em? Có số to làm gì có giá 250. Có số to làm gì có giá 250. Có số to là bán hết từ lâu rồi, làm gì mà có giá sale 250. Shop nhà thảo từ 40kg đến 55kg là ít lắm. Có mình thảo thôi. Cái nào mà ế ế là thảo không hết. Số ký nhỏ là thảo không hết. Đủ rồi em đi ngủ. Đi ngủ đi để tốn tiền. Đi ngủ đây. Tôi chờ về
Tầm này dành cho mấy chị số ký to nè. Tầm này cho dành cho mấy chị số ký to, sale rẻ luôn 390 đồng. Chị mới báo rồi, tối có người trúng đầm mà không nhận. Tối có người trúng đầm trúng đầm gì quên rồi nè, đầm kiểu mua đen cực kỳ luôn. Đầm kiểu mua đen cực kỳ luôn. Đầm này dành cho mấy chị số ký to nè. 65 kg, 58, 60, 65 kg. Sale cho chị em mình 390 đồng luôn. Trời ơi đẹp quá trời, một cái duy nhất luôn, không có cái thứ hai. Một cái duy nhất không có cái thứ hai. Ai thích bạn Diêm Môn nè. 60, 62 kg, 65 kg trở xuống chắc xô len. Sale cho chị em mình 450 đồng chắc xô len. Giải xô len đẹp lắm. Diêm. Ai thích bạn Diêm không? 450k. 45, 50kg cho đến là 60, 65kg trở xuống. Lùng lùng 60kg. Cao cao thì 65kg tùy vòng eo của mấy chị luôn. Dùm. Chị Cúc Trinh đó, bởi vậy số không nên mà, số không nên đi ngủ mà. 12 giờ ngủ mất tiêu rồi hôm mà trước em bốc trước 12 giờ mà. Hồi hôm bốc âm trước 12 giờ nghe. Có nước ngủ trước 10 giờ thì có. Có nước ngủ trước 10 giờ thì có á. Đầm này mua đen chưa? Sale cho chị em mình 350 đồng. Đầm mua đen chưa? 50kg cho đến 60, 62kg trở xuống. 50kg cho đến 60, 62kg. Đầm này mua đen lắm luôn, mua đen quần quại luôn. Đầm này có màu đỏ và màu xanh. Còn màu đỏ và màu xanh sale cho chị em mình 350 đồng. Đầm này mua đen lắm, giải cũng đẹp nữa. Đầm mua đen lắm, giải cũng đẹp luôn. Còn màu đỏ và màu xanh. Còn màu đỏ, màu xanh, gần như màu trắng gì vậy, màu trắng nữa. Bây giờ nhức chân cái nó chuyện nhiều quá, cái nó nhức thành nhức đầu. Nhức chân cái nó chuyện nhiều quá, cái nó thành nhức đầu. Gửi cho né chị mà cứ quên, tức thì chết. À, thử ăn cái giống gì mà hay bị lẳng ngoài vậy đó, chết chứ. Đầm có tay cột đằng sau còn không? Em mua vài cái. Phong 58kg trở lên là em mặc được. Phong đầm có tay cột đằng sau. Đầm có tay. Có dây cột đằng sau. 58kg trở lên em mặc được. Mấy mẫu này dễ thương lắm nè. Mỗi cái còn có kiểu kiểu hài em ơi. Mấy mẫu
là 58-60 kg vậy mặn cũng được hết trơn á. 58-60 kg, 62 kg trở xuống em mặn được à, miễn 50 kg trở lên, 62-63 kg trở xuống em mặn được à. Mấy cái mẫu này là chị sale còn có 350 đồng, nhưng mà mỗi cái còn có 1 tiểu 1 tiểu thôi em. Màu da nè, màu da mỗi cái còn có 1 kiểu 1 kiểu thôi. Mấy cái đầm này á là 350 đồng, 3 cái là 1000 đồng. Bây giờ ai lựa được 3 cái là 1000. Mấy cái đầm này thảo sale rẻ lắm luôn rồi đó, giá bèo nhèo luôn rồi đó, không có sale được nữa đâu. Sale được nữa thì thảo thảo bạn mẹ gọi đi. Mỗi cái còn có 1 kiểu, mỗi cái 1 kiểu à. Cái này màu đen, màu cam đất, cái kiểu hồi nãy chị đưa lên đó, màu cam đất màu đen. Cái kiểu hồi nãy đưa lên màu cam đất với màu đen. Màu đen, kiểu này màu đen, không biết còn màu gì nữa không. Kiểu này màu đen, kiểu này màu đen. Đẹp chưa? Kiểu này màu đen, 60-62 kg trở xuống là chị em mình bận vừa hết, sale 350 đồng. Màu đen, một cái duy nhất, kiểu này làm như một cái hả. Kiểu này màu cam đất, mấy kiểu này dễ thương quá trời, mấy hồng cái tay dễ thương à. Kiểu này màu cam đất, 60-62-63 kg trở xuống bạn vừa hết trơn à. 50 kg trở lên là ai bạn cũng đẹp hết trơn, màu cam đất. Thôi bây giờ sắp xuống live stream nha chị em mình, tối sắp lên live stream nha. Bây giờ mấy chị xem mà mấy chị không mua để sắp xuống live stream đây, tối sắp lên, sắp làm công chuyện khác coi. Cam đất có nút này, hàng nút này đúng không em? Đúng, ok dùm chị. Còn cha Linh 350 k. Còn mẫu đầm này đẹp quá trời luôn. Ôi mẫu đầm này đẹp lắm nha. Đẹp chưa? Hàng này là solin đó.
Hàng này cắt xô len 55kg cho đến là 62-63kg, 550 đồng một cái. Mấy đầm này đẹp lắm, bạn rất là đẹp luôn. Chắc xô len. Mấy đầm này đẹp lắm. Trời luôn, màu da đẹp chưa? Kiểu này còn màu khác không? Kiểu này còn màu khác không? Kiểu cái đầm nút đó hả? À, chị quên mất tiêu. Chị nhớ nó cũng còn màu đen màu gì đó, không nhớ mà quên. Mấy đầm này là chắc xô len 550 đồng một cái. 550 đồng một cái. Giá rất là đẹp luôn. Hạnh Mỹ còn đó không Hạnh Mỹ? Hồi nãy em ngồi xem body vàng Hạnh Mỹ. Body vàng còn cái nè. Body vàng còn cái nè, sell cho chị em mình 250 nè. 55kg trở xuống, 40kg trở lên. Body vàng 250k. Body đen. Body đen sell cho chị em mình 250k. Body đen, body vàng. Body đen, body vàng. Đẹp quá trời luôn. Giải cắt nhật mà nó phối chắc không nhung. Body đen, body vàng 250k sell rẻ xịn luôn. Giải cắt nhật mà nó phối chắc không nhung. Này nó có cái vòng eo đẹp luôn. Body đen, body vàng 250k một cái. Ai thích lấy màu gì lấy màu nấy, sale rẻ xịn luôn. Cái chất không nhung mà body chất khác nhật mà nó phối chất không nhung. Nhung nó dễ mất lắm. Ở đây còn cái body nữa. Kiểu đẹp quá mà không biết phân gì đây. Trời luôn. Cái này sale cho chị em mình 350 đồng màu cam. Vòng eo cũng 78-80 trở xuống, 55kg trở xuống. 55kg trở xuống sale cho chị em mình 350 luôn. Đẹp chưa? Giải rất là đẹp nha. Rồi, thấy cái đầm này giải đẹp lắm luôn á. Sale 350 đồng. Màu cam, ai lấy cam comment cam. Em lấy vàng. Okay.
lấy ok vô giùm chị nha. Cam dễ đẹp lắm. Mấy cái đầm này là cái phone của chị không? Mấy đầm này là mấy cái phone của chị bạn không? Rất là đẹp. Mấy đầm này bạn đi gan với mai vậy á. Tiền mai không là mấy cái đầm này á, là tiền mai không á là 180.000 tiền Việt Nam mình rồi. Mà chưa tính tiền giải nữa. Mà mấy chị mua có 350.000 đồng, mình bây giờ mình mua đầu mình khỏi mai. Mà đem thợ mai nó mai nhiều khi nhầm thợ nó mai không có vừa ý mình nữa. Bây giờ thợ mai nó mai không có vừa ý mình nữa. Bây giờ mua cái đầm 350.000 đồng, trời ơi, nó còn rẻ hơn mua giải mà mình mai nữa. Tiền mai mà thảo mai cho mai mối á nha. Thảo mai mà 100 cái đừng thảo bán shop, mỗi lần thảo mai 100 cái mà nay 4 năm về trước á, một cái là 180.000 đồng tiền mai á. Nào mà số ký nhỏ nhỏ mua mấy cái đầm này đẹp đúng rồi, thấy không? Body form nhỏ nhỏ đẹp không? Body giải rất là đẹp luôn, sale cho chị em mình 350.000 đồng. Giải đẹp lắm. Vòng eo 76, 78 trở xuống. Mấy cái này là thảo bạn à, như ý đúng không? Mấy cái này là thảo bạn là như vừa mai luôn vậy đó. Sale cho chị em mình 350k. Số ký nhỏ bằng cái gì cũng đẹp hết trơn á, mà số ký to không có mấy cái đập kiểu như dài mới chết. Mình nghĩ cho mấy chị số ký to, muốn mua mấy kiểu như vậy mà mua không có. Dâm nè, có ai thích bạn dâm chưa? Ai thích bạn dâm không? Có ai thích bạn dâm không? Dâm mua dâm đi. Cho em xem cái đầm đỏ treo đằng sau cái hồng. Đầm đỏ làm như em có mua qua rồi cái gì đó. Em có mua qua rồi cái gì đó nha, tươi đổ thì tươi. Đầm dưới này á, chị nhớ em có mua qua rồi á, đầm sô đen đó em nhớ không? 550k một cái, ai lấy 2 cái 1.000, mua 3 cái còn rẻ nữa, 3 cái 1.400. 3 cái còn rẻ nữa. Đầm này nó còn màu gì nữa nè. Đầm này nó có màu gì nữa nè? Màu cam đất, cái bông nó kết khác. Cái bông nó kết kiểu khác. Rồi, cục tay nè. Ai thích tay lưới ngắn thì mình lấy tay lưới ngắn. Mấy đầm này giải đẹp lắm, giải sô len á, 550.000 đồng một cái. Body eo 80 vừa không, eo tắt. Eo này á, eo chắc 78 trở lại thôi em. Eo 80 hơi ôm. Đầm chị đang mặc eo 78 trở lại thôi. Đầm chị đang mặc eo 78 thôi, eo 80 thôi ôm. Đây có đỏ cục tay nữa nè. Đỏ cục tay nữa, thấy đỏ cục tay chưa? Đỏ cục tay nữa. Có ai có đỏ cục tay, cầm anh đỏ cục tay luôn. Có nhiều móc máy lên hết rồi đó. Có chỗ máy nè. Máy đến chỗ máy rồi đó. Máy ghiếc mà bích luôn cái vàng kem của Thảo luôn. Máy ghiếc mà bích cái vàng kem của Thảo luôn.
Cái này dành cho những chị em nào số ký to nè. Cái này dành cho những chị em nào 65, 67 ký trở xuống, cao trên 1m6, 70 ký. Sale rẻ cho chị em mình 290 đồng thôi, một cái duy nhất, không có cái thứ hai. Sale rẻ cho chị em mình 290 đồng. 65, 67 ký trở xuống, cao trên 1m6, 70 ký. Nói chung là 60 ký trở lên bạn mới đẹp. 60 ký trở lên sale rẻ cho chị em mình 290 đồng một cái duy nhất, không có cái thứ hai. Vòng eo 86, 88 trở lên đến 90. Vòng eo 86, 88 đến 90. Nói chung là 70 ký trở xuống mận rất là đẹp luôn. Sale cho chị em mình 290 đồng một cái duy nhất, không có cái thứ hai. 290. Ai lấy 290 comment vô 290. Một cái duy nhất bạn chơi cho vui. Em lấy đỏ 209 nè, gì tươi đỏ thì tươi phải, ok vậy chị. Chị ơi, đầm cam body có mấy màu vậy chị? Em mua thêm đầm cam body hết rồi, em có một cái không hà. Bây giờ chị sale là mỗi mẫu còn nhiều đó em. Ít có màu nhiều lắm. Hiếm lắm là còn có cái nào được hai màu, ba màu là dữ lắm rồi, tại vì đầm sale mà. Mà nói chung là mỗi cái còn sót màu 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 thôi á. Tôi đổ thì tôi phải lấy đỏ này, ôi 209 ok dùm chị nè. Tươi đổ thì tươi ơi. Đầm phơm sơ mi. Đầm phơm sơ mi rất là đẹp luôn, sale cho chị em mình 350. Có phải lấy đỏ khác 550, không phải lấy đỏ khác 550, vậy là lấy đỏ 209 là Ngô Ngọc Hạnh lấy đỏ 209 không em? Ngô Ngọc Hạnh lấy đỏ 209 ok dùm chị nè. Ngô Ngọc Hạnh ơi, vòng eo 86 đến 90 nha Ngô Ngọc Hạnh. Vòng eo 86 đến 90 nha Ngọc Hạnh ơi. Coi chừng em bạn hơi rộng nha Ngô Ngọc Hạnh. Coi chừng bạn hơi rộng nha em. Lấy đỏ 550, lấy đỏ 550 là lấy đỏ tay ngắn hay là lấy đỏ tay 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 dài em? Lấy đỏ tay ngắn hay là lấy đỏ tay lỡ? Đỏ tay ngắn hay là đỏ tay lỡ em? Tươi đỏ thì tươi. Đỏ tay nào? Đỏ tay nào cảm ơn cho chị. Mấy đầm này là giải xô len rất là đẹp. Tay lỡ ok em. Ngô Ngọc Hạnh ok em. Đầm này 62-63 ký trở xuống. 62-63 ký trở xuống. Sale cho chị em mình 350 đồng. 350. 62-63 ký trở xuống. Chị em nào có vòng eo 86 50 kg cho đến 62, 63 kg, 45 kg bạn cũng được luôn. 45 kg bạn cũng được luôn. Đỏ tay, lỡ mấy màu. Mấy ký mặc vừa vậy chị, 50 tầm khoảng 55 kg trở lên em. Tầm khoảng 55 kg trở lên cho đến 62, 63 kg trở xuống. Vòng eo 80 cho đến 86. Vòng eo 80 cho đến 86.
sô len đẹp lắm, giấy sô len là đẹp nhất trong đoàn á. 550 đồng, 2 cái 1.000, 3 cái 1.400. Ok em, là bỏ thay lỡ rồi. Nó có đen nữa nè, đen tay lỡ nữa nè, bộ lộn đen tay ngắn chứ quên, đen tay ngắn nữa nè. Mấy cái đầm này giải đẹp lắm, giải là khỏi chê luôn á. Mấy chị nào mà 53kg mà có bụng bặn được luôn á, 53kg có bụng được luôn. Cái này nó coi giãn dữ lắm, 53kg đến 60-62kg là bạn rất là đẹp. 53kg cho đến 60-62kg bạn rất là đẹp. Mẫu đen này nó có mẫu đen tay lỡ nữa nè, mẫu đen tay lỡ nữa. Mẫu đen tay lỡ nữa rất là luôn. Mẫu này có chị em làm số ký nhỏ nè. Ai mà có vòng eo, vòng eo 76-78, vòng eo 76-78 trở xuống bạn vừa, vòng eo 76-78 trở xuống bạn vừa, 40kg cho đến 53kg trở xuống, cao trên 1m6 55kg, đẹp chưa? 350 đồng, sale cho chị em mình 350k luôn, 350k. Làm dễ đẹp nữa, mà kiểu cũng đẹp luôn. Một cái duy nhất body, cái này mà màu đỏ là thảo hốt rồi đó, cái này mà phải màu đỏ là thảo hốt rồi đó, thảo không có hạt với màu đỏ màu đen. Em mập lên 5kg mà eo 80 à, mẫu tay ngắn có nhỏ hơn xíu không? Mẫu tay ngắn hả? Mẫu tay ngắn nó nhỏ hơn mẫu tay lỡ em, mẫu tay ngắn nó nhỏ hơn mẫu tay lỡ. Nếu mà em eo 80 em mặn mẫu tay ngắn nó đẹp lắm luôn đó. Eo 80 mặc mẫu tay ngắn là vừa đẹp luôn, vừa in như mai vậy á. Đẹp chưa? Đẹp quá trời luôn mà trời. Cái tướng của tôi nó bự con vậy chứ tôi chọn cái đầm nào vô nó cũng đẹp chứ không, nó cũng vừa hết trơn á. Cái tướng của Thảo mấy chị thấy bự con vậy chứ Thảo bạn cái đầm nào vô nó cũng vừa hết trơn hết trơn. 40kg cho đến 53kg. Ở trong màn hình mấy bà thấy tôi cỡ người cỡ 60kg vậy đó. Chứ cái đầm mà 40kg đến 53kg là Thảo bạn vừa hết trơn luôn đó. Mà đầm nào mà 55kg trở lên là Thảo bạn rộng. Không, nhìn cái tướng của tôi là thấy không? Nhìn tướng coi không có ra được số ký của Thảo đâu. Cái tướng của Thảo là mấy chị không bao giờ mấy chị coi ra được cái số ký của Thảo. Cái tướng của Thảo y gan như người 60kg vậy đó, nhưng mà đầm từ 53kg trở xuống là bạn lọt có hết trơn à. Đầm nào mà eo 74-76 là Thảo bạn vô hết trơn à. Ngộ vậy đó. Đầm mà eo 73-74 ha. Ủa eo 74-76 rồi Thảo bạn được hết trơn à. Ngộ lắm. Ôi trời ơi, cái mẫu này còn màu đỏ nữa nè, nhưng mà không biết nhiêu ký nè. Còn màu đỏ nữa sale cho em mình 250 luôn nè.
màu đỏ là mình xúc ký to hơn đó vậy. Màu đỏ 60kg trở xuống, màu đỏ 60kg trở xuống. Chị em nào có vòng eo 80 trở xuống, 82 trở xuống, màu đỏ xúc ký to hơn. 82, 84 trở xuống là bạn vừa. Màu đỏ 52kg cho đến là 60kg, 62kg trở xuống bạn vừa luôn. Sale cho chị em mình 250 triệu đồng màu đỏ. Chị em nào có vòng eo 82, 84 trở xuống là bạn vừa màu đỏ này luôn, 60, 62kg màu đỏ. Ai lấy đỏ comment đỏ vô. Lấy đỏ rồi gia linh lấy đầm body này phải ok chị nha. Ok em lấy đỏ tay ngắn 550, lấy đỏ 250 hết rồi luôn một hạnh ơi. Hết đỏ. Ngắp Nguyễn, bộ giọt nhớ lấy đỏ này phải ok giùm chị nè. Dễ đẹp lắm. Đủ mẹ, nhậu hoài đi, tao dặn tao nghỉ điện mày rồi, mày nhậu hoài đi. Mày chửi ai à? Tao chửi mày chứ chửi ai. Mày nhậu riết đi. Mày nhậu đi, tao chửi mày á, mày nhậu riết đi. Mày lo mày nhậu riết đi. Mày riết đi. Nhậu hoài, nhậu hoài tao dặn mày rồi. Bây giờ đang bán quần áo kiếm tiền rồi, không ai như mày mới bay sướng nhậu hoài. Đủ mẹ nhậu. Thôi đủ mẹ, đừng có nói nhậu hoài mà kiếm tiền, nhậu biết rồi ngu như con bò luôn. Cũng nói nhậu cũng phải có quy trình rồi chứ. Tuần lễ nhậu ngày hai ngày rồi với người ta nhậu hoài. Một tháng nhậu hết mẹ 28 ngày rồi. Bậy cái đầu của mày đó. Bỏ nhậu hoài tao ghét. Ủa mẹ tháng 30 ngày nhậu hết mẹ nó 36 cử. Bỏ tao ghét tao không có thèm kiếm mấy bay luôn á. Nhậu ghét rồi nhìn thấy già như ông ta, ông tám vàng vậy đó. Thôi. Nhậu nữa đi. Nhậu hoài đừng có kiếm tao là. Cứ nhậu đi. Nhậu hoài đừng có kiếm tao. Lần nào một tháng mà nhậu còn á là một tuần lễ nhậu một lần, một tháng còn nhậu được 4 thử có kiếm tao. Ừ. Bà nội trai giờ thành cụ riền rồi mà kêu nghỉ nhậu. Nhậu hoài đi, nhà còn có mấy que không lo mà nhậu hoài. Ừ, nhậu riết cho nằm liệt giường liệt chiếu hết đi. Ừ. Nhậu hoài đủ má đi làm mà nhậu ghê thì chứ. Ăn cắp ngủ của bà và vợ đem xuống đó nhậu nữa chứ. Ở
cấp rượu bà và vợ gửi đâu có rượu, rượu má mua ha. Thôi, tao nói vậy đó, nhậu ít thôi, nhậu hoài. Bởi nhậu biết rồi, cái Việt Nam thôi giờ tao sợ điện về muốn chết luôn á. Điện về toàn là thấy người nào lấy chán chết. Nhậu ít thôi, nhậu hoài à. Vừa cái đầu óc cũng còn biết lo làm ăn làm sao, cũng tính giàu nghèo với người ta. Ủa tính sống vậy là hoài hết trời. Thôi bây giờ tao đang trực tiếp tao chửi mày trên mạng người ta nghe. Tao nói bởi đừng kiếm tao là tao chửi á. Lấy tao không kiếm tao quay là biết rồi đó. Bây giờ tao đang trực tiếp tao chửi trên mạng mày nghe, nó tắt máy đi. Thôi tắt máy đi, mệt lắm. Nói ít là mấy mày hiểu nhiều giùm đi. Nói một hiểu tới mùi đi. Dùm nè, còn một cái sale cho chị em mình luôn, bán rẻ cho chị em mình luôn. Dùm còn một cái sale rẻ cho chị em mình 350 đồng. Dùm đẹp chưa? Cười gì Minh Tiết? Ủa má, nhà chán dữ lắm mày ơi. Không có ai hiểu hết trơn á, nhà chán dữ lắm. Nhà 5-6 anh chị em chứ đụ mẹ nó như con cặc của họ, không ai lo nổi chứ. Ăn chơi nhậu thì giỏi, nhậu như con trâu vậy đó, một ngày nhậu mấy cử. Thằng nó thì buông ra, đi từ sáng tới chiều. Con vợ thì quản lý không được, con cặc vậy đó. Còn một thằng á thì đi làm 3 ngày không về tới nhà nữa, chán nhậu hoài à. Thằng thì buông ra đủ quá, đi tàu lao bác xế, đi không biết về nhà. Đẹp quá trời luôn, dâm này sao rẻ cho chị em mình 350k dành cho những chị em nào xuất khí như nhon nha. Ai mà có xuất khí như tôi á. Kéo xuống được mà kéo không lên được là sao? Ồ. Dùm dễ thương chưa? Dùm này chị em nào có vòng eo 76 trở xuống nha. Vòng eo 76 trở xuống 40kg cho đến 50-55kg, mà 55kg phải có vòng eo 76 nha. 55kg mà vòng eo 80 trở lên là bạn không có vừa nha. Sale cho chị em mình 350 đồng luôn. Dùm một cái duy nhất, không có cái thứ hai. À, dùm thiết kế đẹp quá trời luôn. Mua đen chưa? Dùm thiết kế sale cho chị em mình 350k một cái dùm. Một cái dâm. Trời, làm xe này đẹp quá nè. Xe này đẹp luôn, dễ cất nha. Vòng eo 86 co giãn ra được 90. Vòng eo 86 co giãn ra được 90, sale cho chị em mình 350. Làm dễ đẹp lắm, dễ cất nhiệt nha cả nhà. Tầm khoảng 58-60kg trở lên cho đến 65-67kg. 60kg cho đến 65-67kg. Sale 350k màu đen, một cái duy nhất, kiếm cái thứ hai không có. Sale rẻ luôn, sale 350k luôn, sale rẻ luôn.
một cái duy nhất, không có cái thứ hai. Hàng này giải cắt nhiệt cấp pha lê, hàng giải cắt nhiệt cấp pha lê. Bây giờ sắp xuống livestream nha cả nhà ơi, có gì tối sắp lên nha, xuống nghỉ xã ơi chút xíu rồi có gì tối lên. Ở đây còn bộ đen đẹp quá trời luôn, 55kg trở xuống, 55kg trở xuống, bộ đen đẹp quá trời luôn, sale cho cha mình 450 triệu đồng, 55kg trở xuống, 40kg trở lên, 55kg trở xuống, 40kg trở lên. Chị em nào có vòng eo 76-78 trở xuống là bận vừa bộ đen này nha, giải sô ren. Cái đang bận dâm bao nhiêu? 350 chị. Cái em đang bận 350, một cái duy nhất. Eo 76. Eo 76. Bộ đen sale cho chị em mình 450k. Có gì tối lên tiếp nha cả nhà, tối gì 7:30 sắp lên tiếp nha mọi người ơi. 7:30 sắp lên tiếp nha. Có ai mua áo khoác không? Áo khoác rất là đẹp luôn. Áo khoác 390 đồng một cái, giải rất là đẹp luôn. Áo khoác giải là bao đẹp. Lấy chị Lê Hồng Thúy lấy ok giùm em. Áo khoác, áo khoác này có 75kg trở xuống luôn nha mọi người, 40kg trở lên luôn. Áo khoác này có size, áo khoác này giải rất là đẹp. Ở trong có túi, ở ngoài có túi mẫu luôn nha, ở ngoài nó có túi mẫu nha cho em mình. Áo khoác này 75kg trở xuống, 40kg trở lên, có size luôn và có nhiều màu lắm. Ở ngoài có túi mẫu luôn nha. Túi mẫu đẹp quá luôn. Túi mẫu áo khoác này đẹp lắm. Bây giờ shop xuống live stream, có gì tối chị em mình lên thêm nha. Phụ mẹ xuống live stream điện chửi thằng này cái coi. Bốn mươi kg cho đến 70kg áo khoác rất là đẹp luôn. Cái này là từ 40kg cho đến 55kg nha. Cái Thảo đang mặc là 40kg cho đến 55kg. Đẹp chưa? Đó, bịt khẩu trang vô một cái nữa là ok luôn, áo khoác. Bịt khẩu trang vô một cái nữa là ok luôn, không có nắng nâu gì hết trơn. Áo khoác này giải đẹp lắm. Ai mua qua áo khoác này biết chắc giải đẹp lắm luôn á, bao cho che mình không xù lông, không đổ lông. Tay này là nó che luôn cái cầm tay cho chị em mình luôn nha. Ở đây nó có cái chỗ cho mình chọc ngón tay á, cho nên nó là nó sẽ không chạy xe chị em mình, nó không bị kéo cái áo lên, nó không dịch cái áo của mình lên. Áo khoác 40kg cho đến 55kg. Ai lấy áo khoác cầm lên áo khoác lên. Lấy kim đang mặc ok chị yêu nè. Rồi bây giờ sắp xuống live stream, có gì 7 giờ mấy chị em mình vô mua thêm nha. Có gì 7 giờ chị em mình vô mua thêm. Bây giờ sắp xuống live stream, hẹn chị em mình 7 giờ lên lại nha. Ok chị học phí nè. Okay, chị nghe thấy rồi.
Rồi hẹn chị em mình tối nay 7 giờ nha cả nhà ơi. Tối nay 7 giờ nha. Chị em mình đi nấu cơm đi. Cơm nước gì đi, ăn cơm nước gì đi. Rồi tối 7 giờ vô mua thêm nha mọi người. Bye bye cả nhà nha.